cái vị trí cục sạc zin để nằm ngay chỗ này, cho nên mà nếu anh em bắt như thế này là không thể nào bắt được cục sạc này nằm đây hết. Sau đây xin mời anh em bỏ ra ít phút để vào like fanpage giúp mình ha. Mình có tạo một cái fanpage trên Facebook với cái tên là Waydream TV. Cái fanpage này với mục đích là để anh em mình trao đổi với nhau, và để anh em nào không hiểu những cái vấn đề nào thì cứ inbox trực tiếp cho mình trên fanpage ha. Mình sẽ trả lời từng cái câu hỏi của anh em. Và để cập nhật những video mới nhất của mình trên YouTube thì anh em vui lòng bấm like fanpage giúp mình ha. Ở một bên góc bên phải có chữ thích thì anh em bấm thích giúp mình. Rồi, khi anh em bấm thích như thế là những video mới nó sẽ tự động cập nhật trên Facebook cho anh em luôn. Là khi anh em bấm vào những cái đường link trên Facebook đó sẽ dẫn anh em vào cái kênh YouTube của mình để xem những video mới nhất của mình vừa xuất bản ha. Rồi, cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và sau đây xin mời anh em xem tiếp tục video. Hello anh em, chào mừng anh em trở lại video mới nhất của mình trong ngày hôm nay. Thì video hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề là lên cục sạc Acetone 150 cho quay nha anh em. Đây là cục sạc Acetone 150 mình vừa mới mua hôm qua luôn. Cục sạc này mình mua là sạc chính hãng nha anh em. Mã số rồi rất là rõ chứ không phải là cái hàng trôi nổi nha. Và đây là cái phiếu mua hàng của mình mua tại chi nhánh Đức Dung Moto nha anh em. Đây là cái head về Yamaha. Và cục sạc này có giá là 530.000. Là nó chỉ có một cục sạc này thôi. Và nó có một cái bọc bên ngoài nữa. Nhưng mà mình quăng cái bọc đó rồi, mình chỉ còn cục sạc thôi. Và cái bộ dây này và mình đã mua trên Shopee của một người ở An Giang ha. Bộ này là nó kèm theo một cái relay chuyển điện bình. Là khi anh em bật chìa khóa là cái điện bình nó sẽ tự động nó kết nối vào cái đèn pha cho anh em luôn. Là cái đèn pha anh em sẽ sử dụng bình trực tiếp trong bình này ra nha anh em, chứ không có sử dụng mà đèn lấy điện từ cuộn lửa lên. Rồi. Và nguyên lý hoạt động của cái bộ dây này á là nó sẽ lấy, mình phải tách mát từ với mâm lửa nha anh em. Và về những cái video tách mát với mâm lửa thì anh em vui lòng xem lại những cái video trên YouTube. Cũng có rất là nhiều anh em hướng dẫn về với cái vấn đề là tách mát trên mâm lửa rồi. Cho nên mình không có làm về cái vấn đề đó nữa ha, vì cái vấn đề đó nó quá là dài dòng và mất thời gian. Cho nên là mình không làm về cái vấn đề là tách mát mâm lửa nữa. Mình sẽ đi trực tiếp về cái vấn đề là đi cái cọng dây này luôn. Cho anh em xem. Mình sẽ đi lấy cái vấn đề trực tiếp và đi cái sợi dây này lên xe luôn. Về cái tách mát mâm lửa thì anh em, nếu anh em xem trên YouTube rồi thì anh em cũng đã biết về cái cọng dây nguồn của nó đây. Đây. Đó. Thì trên cái bộ lửa của mình đi lên đây thì nó gồm 4 sợi dây. Một cái sợi dây đen sọc đỏ, quay gần lại cho anh em xem. Đó. Một cái sợi dây đen sọc đỏ thì nó, nếu trên xe quen pha thì nó sẽ tách rời như thế này. Còn quay Trung Quốc là sẽ dính liền luôn 4 cọng dây vô một cụm luôn nha anh em. Đó. Đen sọc đỏ này là dây lửa, từ cuộn lửa đi qua IC nha anh em. Cuộn lửa đi qua IC. Rồi. Còn cái dây xanh biển sọc trắng này nó là dây kích. Dây kích thì sẽ đi lên đồng hồ báo tua máy ha. Và hai cái dây đó mình không có đụng chạm tới. Và mình sẽ tách mát là mình sẽ tách cái dây trắng và dây vàng, là dây đầu cuộn, dây cuối cuộn. Và dây trắng, dây vàng ở đây nó sẽ đi ra lên đây. Đó, dây trắng, dây vàng nó sẽ đi vào đường dây điện chính chỗ này. Và mình đã tách ra, mình sẽ lấy cái dắt này mình gắm vô cho nó gọn thôi, chứ hai cái dây này mình không xài nữa. Và mình, đó, là ở đây nó sẽ trên một cái xe quen pha là chỗ này nó sẽ ba dắt chung và một dắt rời. Ba dắt chung thì dây trắng với dây vàng thì anh em ngắt ra trên dây điện chính của sườn, em ngắt ra. Còn từ dưới mâm lửa đi lên là anh em vẫn giữ nguyên dưới đây đi lên nha. Và anh em kết nối hai cái sợi dây này. Trong cái bộ dây này khi mình mua là nó sẽ có hai cọng dây rời này. Hai cái sợi dây rời này nó không phân biệt âm dương gì hết. Anh em đấu cọng nào bên đâu cũng được. Miễn là hai cọng này nó đấu vào dây trắng và dây vàng trên mâm lửa là ok ha. Rồi. Mình vừa nói xong cái vấn đề đó. Còn cái sợi dây này thì mình không có bán, cho nên là tại mình không có dắt mình bấm, chứ nếu mà có dắt mình bấm là cũng bán rồi. À, mình nói luôn về cái vấn đề cái dây adapter chứ. Mấy lâu nay anh em hỏi mình về cái vấn đề cái dây adapter. Dây adapter đó hiện tại mình đang hết hàng nha anh em. Và cái nguồn gần Tết này có thể nó sẽ lên giá, nếu anh em cần thì anh em có thể đặt hàng trước cho mình. Và cái giá của nó thì nó sẽ dao động hơn một chút xíu, chứ không có còn là 100 ngàn lúc trước nữa ha.
Rồi, là trên cái cuộn này nó sẽ có một cái dắt này để cắm cục sạc acetone 150 vào cho anh em, mình cắm thử cho anh em xem. Đây, nó là cái dắt này đúng luôn, anh em cắm vào một cái là vô ha. Rồi. Là hai cái cọng dây hồi nãy là anh em kết nối dây trắng và dây vàng nó sẽ đi qua đây. Và hai cái dây này thì nó sẽ đi qua đây. Đó. Và có cái còn cái dây đỏ còn lại là dây mình lấy điện sau ổ khóa để mình đi qua rờ le này. Và nó vào đèn pha của mình nha anh em. Về cái dây sau ổ khóa thì ở đây mình sẽ có một cái sợi dây sau ổ khóa là đó là cái dây cục chớp nha anh em. Và mình đã làm gọn dây điện đây rồi, mình không có cắt dây điện. Mình chỉ lấy cái chui nó ra rồi mình cắm cái chui khác rồi mình quấn dây điện vào thôi. Mình làm cho nó gọn ha. Rồi. Trên đường dây điện xe Honda này, hễ dây anh em thấy nào dây đen đó, đó chính là dây sau ổ khóa ha. Chỉ vậy thôi. Rồi thì cái dây này thì mình cũng đã nói sơ về cái sợi dây này rồi. Và cái nguyên lý của nó là như vậy. Cái rờ lây này công dụng của nó là để chuyển từ anh em đèn pha là chuyển từ đèn pha chứ đèn pha máy sang đèn pha bình anh em. Còn về cái vấn đề cục sạc này, khi mà gắn lên xe thì anh em gắn có thể vị trí nào nó phù hợp. Cái vị trí cục sạc zin thì nó nằm cái chỗ này. Cái vị trí cục sạc zin thì nó nằm ngay chỗ này. Cho nên mà nếu anh em bắt như thế này là không thể nào bắt được cục sạc này nằm đây hết. Tại vì chỗ này nó có một cái gờ đi lên chỗ này đang cho nó giữ cục sạc để khi mình xiết cục sạc nó không có quay á. Cho nên là anh em không thể nào gắn chỗ này được. Còn một cách thì gắn thì mình có chế một cái bát. Anh em thấy cái bát của mình đây. Mình lấy một cái thanh inox dày khoảng 2 ly mấy 3 ly gì đó, mình khoan một cái lỗ, đây là lỗ 6 ly rưỡi. Và đây là mình khoan lỗ 5 ly, mình ta rô rang lên 6 ly. Mình bắt vào như thế này là nó chẻ ra như vậy là mình bắt cục sạc vào ha. Mình test thử cho anh em xem luôn. Còn cái dây xanh này là cái dây mát của con chuột rút mở yên á, mình chưa có câu vô được cho nên là mình gắn hờ vô luôn ha. Nó chỉ là dây mát chuột rút thôi, không có gì hết. Thì lúc mình xiết cái này mình canh sao, mình canh lỏng lỏng thôi, đỡ mình còn canh dưới đây nữa. Đó là cục sạc mình sẽ gắn như thế này nè anh em. Đó anh em thấy không, kết nối rất là đẹp. Mình sẽ gắn vô luôn cho anh em xem thử. Và khi cái cục sạc mình gắn mà cái đầu sạc nó chúi xuống đất này nè, là khi mình rửa xe hay mình đi mua rồi là nước mưa đồ nó không có động cho mấy cái đầu dắt này của mình nha, là nó sẽ không có làm hư cục sạc của mình ha anh em ha. Mình đã gắn hoàn chỉnh xong cái này ha. Cho anh em xem, đó là cục sạc mình sẽ nằm như thế này, mình quay qua đây cho anh em xem luôn. Là nó nằm gọn trong đây luôn ha. Rồi, khi mình gắn dàn áo vô là sẽ không bị cắn. Đó, mình chế cái bát này là nó vừa lấy mát sườn cho luôn, nhìn rất đẹp ha. Rồi, và sau đây mình sẽ gắn cái bộ dây này vào. Thì cái bộ dây này, trên cái bộ dây này thì nó có những cái dây như thế này. Thì mình chỉ việc cắm cắm vậy thôi. Cái dắt này nó hơi khác, cái này như bắt buộc. Cái sắt này nó hơi khác, cái này nó bắt buộc mình phải bẻ cái ngạnh này lên mới đút cái dắt này vào được nha anh em. Rồi, đó, chỉ kết nối vậy thôi. Còn cục chớp thì mình kết nối bình thường, tại vì mình đã làm cái dây trong đây rồi. Cục chớp thì mình muốn gọn thì mình rút cái lên đây. Mình rút cái lên vị trí chỗ này là gọn nhất ha anh em. Cục sạc này mình gắn như nó hơi sai cái lúc ban đầu hồi nãy thì phải, để mình đổi vị trí nó lại, gắn như là nó cắn cái dàn áo, quay nó xéo lên nhiều miếng nha anh em. Tại vì mình nhớ lúc đầu mình bắt là mình không có chỉnh cái con này được nữa, mà bây giờ mình bắt nó còn chỉnh được, làm quay lên xéo lên vậy luôn nha anh em. Nếu mình bắt nó chúi xuống quá là nó cắn cái, sợ nó cắn cái lúc cái dàn áo á. Tại cái dàn áo mình bắt là nó vừa tới, vừa xong cái cây nẹp sườn này nè. Cái thanh sườn là dàn áo mình nó vừa ôm hết cái thanh sườn này.
Nếu mình gắn vậy là nó sẽ lú lú ra ngoài nè. Bắt vậy mới đúng. Đó là cục sạc mình sẽ bắt như thế này nha anh em, để chú cái sạc này vào đây luôn, và cái dây này mình kết nối với cái này. Rồi còn cái dây này thì mình cắm vào cái điện sau ổ khóa, và mình sẽ test cái chức năng sạc của nó vào bình cho anh em xem luôn nha, cho anh em xem cái mức độ nó sạc dòng điện nó nhanh như thế nào. Rồi mình sẽ đẩy vậy luôn, còn cái dây mà nó gọn rồi thì mình sẽ làm lại gọn sau cho anh em xem ha. Và sau đây mình sẽ test chức năng sạc của nó cho anh em xem. Sau đây mình sẽ test cái chế độ sạc cho anh em xem ha. Vì mình quay một tay nó hơi rung nên em thông cảm. Đó, số bình hiện tại đang đo trung bình của mình là 12V nha anh em. Đó, 12V là nó đề không được nên đồng hồ nó bị chập chờn vậy nha anh em. Sau đây mình sẽ bật với chế độ sạc cho anh em xem. Đó, hiện tại đang là 11V và mình sẽ mở đèn. Mở đèn anh em. Đó, đèn này câu trực tiếp vào bình nha anh em, thông qua cái relay chuyển điện bình lúc nãy. Đó, và số volt hiện tại nó là 9,3V nha anh em. Và mình tắt đèn. Rồi mình sẽ đề máy lên để cho nó sạc bình. Anh em thấy không? Nó sạc vào rất là nhanh. Cái dòng sạc tối đa của nó là 14V nha anh em. Tại cái bình của mình nó đang không cầm bình được, mình chưa có thời gian mình thay cho nên là nó sẽ tuột bình rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ tắt máy, mình đề máy lại cho anh em xem. Và sau đây mình sẽ test chức năng sau khi bình đã sạc đầy nha, đề đồng hồ sẽ không có chập chờn nha anh em. Anh em thấy không? Bấm cái là nổ máy, bấm cái là nổ máy. Là chứng tỏ là cái bình nó đã sạc vào đầy rồi đó anh em, là bấm cái là nổ máy liền. Anh em thấy không? Nó không có bị giật đồng hồ nữa nha, do bình đã sạc đầy. Rồi, video này mình xin kết thúc tại đây. Anh em nếu thấy hay nhớ like, share và subscribe kênh của mình để cập nhật những video mới nhất và để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em. Thân chào anh em.